Ngày hôm nay Nam không có gì để quay cho mọi người xem. Nam đang chuẩn bị đi ngủ nè. Ngày mai thì Nam đi qua dì ba ăn thịt nướng, không phải ăn BBQ. Nói cho nó sang chảnh nha. Ngày mai Nam đi ăn BBQ nha mọi người. BBQ nha, thịt nướng nha. Và ngày hôm nay Nam chưa có cập nhật tình hình cho mọi người. Nam chưa có cập nhật tình hình cho mọi người nữa. Mọi người thông cảm cho Nam nha. Vlog này chắc cỡ tháng 11 hoặc là tháng 12. Không thì nhanh nhất là tháng 10 hoặc là tháng 9 là nó sẽ ra nha. Khi nào mà Nam thấy dịch nó ổn ổn rồi, khi nào mà mọi người đi làm á, đi làm trở lại thì Nam sẽ up cho mọi người xem nha. Toàn bộ từ tháng 5 cho tới bây giờ luôn nha mọi người. Vlog trước thì Nam mới quay tháng 5 hoặc là tháng 6 gì vậy? Quên rồi. Ngày mai Nam sẽ quay cho mọi người xem ăn thịt, ăn BBQ và nói mụn nữa nè. Ý không có uống sữa nha mà còn nói mụn. Theo thông tin Nam được biết ở Việt Nam hiện tại thì đang trong thời điểm mưa bão và giãn cách xã hội nữa, cho nên xe cộ đồ rất Nam có người thân ở Việt Nam á, chạy xe á, cho hay là như vậy đó. Khoảng 2-3 ngày nữa thì tất cả phương tiện đi lại đều sẽ không hoạt động nữa nha mọi người. Không hoạt động nữa. Và theo thông tin Nam được biết là các quán hàng xá, quán bar, rồi siêu thị, rạp phim, rồi vân vân cũng như là đang chuẩn bị đóng cửa hết nha mọi người ở Việt Nam nha. Ở bên đây thì Nam chưa có cập nhật tình hình. Ngày mai thì Nam sẽ cập nhật tình hình chi tiết cho mọi người xem nha, không phải cho mọi người nắm rõ nha. Hiện tại thì cái vlog 1 thì chỉ có 31 lượt xem thôi. Mọi người ơi, vlog này mà được 200 người nha. Không phải 200 ngàn nha. Không phải 200 ngàn nha mấy bà. Không phải 200 ngàn nha. Vlog không phải 200 ngàn nha. 200 ngàn người không thể nào. Vlog này thì chủ yếu là Nam quay cảnh, Nam quay mọi người làm gì. Và Nam sẽ không cập nhật tình hình này nhiều nha mọi người nha. Cái vlog trước thì phần âm thanh thì Nam không có sử dụng mic. Hiện tại thì Nam đang quay cho mọi người xem là điện thoại iPhone 6s nha mọi người nha. iPhone 6s, khi mà mọi người xem những cái cây mà Nam zoom hình lên á, là Nam xài app nha mọi người. Zoom hình lên cho nó bự, cho nó to là Nam xài app. Bây giờ thì mọi người hãy xem tiếp Nam nha. Hồi nãy thì Nam ăn bún riêu và uống một ly trà đi tông. Bây giờ Nam chuẩn bị đi ngủ. Nam súc miệng rồi, vệ sinh cá nhân xong rồi bây giờ đi ngủ.
Bây giờ mọi người hãy tiếp tục theo Nam nha. Ok.